Thưa quý vị, đêm qua và rạng sáng nay, sau khi đi sâu vào đất liền Trung Quốc, bão số 7 đã suy yếu. Dù vậy, thì hoàn lưu sau bão đã tạo ra một giải hội tụ nhiệt đới có trục đi ngang qua khu vực Bắc Bộ và gây mưa lớn từ đêm nay và kéo dài đến hết ngày 31 tháng 8. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, nên từ đêm nay cho đến hết đêm 31 tháng 8, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 80 đến 150mm một đợt. Riêng các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu, tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 200mm một đợt, có nơi trên 250mm. Mưa liên tiếp trong vòng một tuần sau bão số 6 và số 7 tại vùng núi phía Bắc, nơi có địa hình dốc, mặt đệm bị rửa trôi nhiều nên dễ hình thành lũ quét sạt lở đất. Một ví dụ rất điển hình về lũ quét xảy ra tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, khiến người dân hoàn toàn bất ngờ vì mưa không quá lớn. Một người bị lũ cuốn mất tích hiện vẫn chưa tìm thấy thi thể. Do vậy, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương thực hiện triệt để việc rà soát khu vực nguy hiểm và di rời dân khi nước trên sông suối dâng cao. Trong đợt này, có khả năng sông Thao và sông Cầu, nước sẽ lên đạt mức báo động 1. Còn tại thủ đô Hà Nội và khu vực đồng bằng cũng có mưa rào vào ngày mai, nhưng không đáng kể. Cũng trong đợt này, mưa sẽ lan xuống miền Trung và gây ra đợt mưa mới, lượng khá lớn từ 70 đến 120mm, có nơi trên 150mm.